Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Đường đến Vinh Quang. Và đây là cuộc thi của tuần thứ 3 tháng thứ 6 năm học 2020-2021. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Phương Tiến tin chắc chắn rằng các bạn thí sinh của chúng ta đã có những sự chuẩn bị cho mình. Và Phương Tiến cũng hy vọng rằng các bạn sẽ thật sự bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành thật tốt tất cả những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ thành công nhé. Và đến tham dự chương trình Đường đến Vinh Quang ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu. Về phía hội đồng cố vấn và biên soạn đề thi, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn. Cùng quý thầy cô là thành viên trong hội đồng soạn thảo đề thi xin được trân trọng giới thiệu. Về phía quý vị đại biểu đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang. Về phía quý thầy cô đại diện cho các trường có thí sinh dự thi trong chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Đặng Hoàng Phủ, trợ lý thanh niên trường Trung học phổ thông Nguyễn Chu, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu thầy Trần Hoàng Trọng Ân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên trường Trung học phổ thông chuyên Long An. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Huỳnh Như, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Thủ Thừa, Long An. Cùng quý thầy cô, quý phụ huynh cũng như là các cổ động viên đã đến đây cổ vũ cho 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt cùng chào đón. Và ban tổ chức chương trình cũng sẽ được chân thành cảm ơn các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Đường đến Vinh Quang. Chân thành cảm ơn VNPT Vinaphone Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và đơn vị đã bảo trợ thông tin cho chương trình, đó chính là báo Mực Tím thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn các đơn vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị trí thi đấu của 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Đang đứng ở vị trí thi đấu đầu tiên, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Đỗ Thị Thanh Trúc đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Chu, thành phố Hồ Chí Minh. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ hai, đó chính là bạn thí sinh Phạm Hoàng Phủ đến từ trường Trung học phổ thông Lưu Tấn Phát, Tiền Giang. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ ba, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Phùng Nguyễn Nhật Hoài đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Long An. Và đang đứng ở vị trí thi đấu thứ tư, đó chính là bạn thí sinh Hà Trương Phú đến từ trường Trung học phổ thông Thủ Thừa, Long An. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên, vòng thi xuất phát. Và thí sinh đầu tiên sẽ dự thi vòng thi xuất phát này, đó chính là bạn thí sinh Thanh Trúc. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng trò chuyện với Thanh Trúc nhé. Xin chào Thanh Trúc. Dạ, em xin chào MC, ba bạn cùng chơi, cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 11A15 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Trúc nè, bạn là thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh, và bạn cũng là thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên tham gia chương trình Đường đến Vinh Quang của chúng tôi đó. Thì cho Phương Tiến hỏi là vì sao mình biết đến chương trình, rồi cảm xúc của bạn như thế nào khi mình là thí sinh đến với chương trình ngày hôm nay? Dạ, em biết chương trình qua báo Mực Tím. Khi mà em biết được là em sẽ được tham gia chương trình thì cảm xúc của em thực sự vỡ òa. Không nói đến rồi. Vâng ạ, và Phương Tiến cũng hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Trúc của chúng ta sẽ phát huy tất cả những sở trường của mình để có thể hoàn thành thật tốt tất cả những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay bằng Thanh Trúc nhé. Và ngay sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời Thanh Trúc sẽ chọn bộ đề dành cho mình ạ. Thí sinh Thanh Trúc chọn cho mình bộ đề số 6 và thời gian dành cho Thanh Trúc bắt đầu. Đất nào có diện tích lớn nhất chiếm 61% tổng diện tích Hokkaido. Đất cái gì ạ? Hokkaido. Sai, Honshu ạ. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng chấm 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 vận tốc cả về hướng và độ lớn. Bảo toàn. Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo là người quốc gia nào? Bồ Đào Nha mới đúng mà. Câu hát kêu cái mà quả kêu, kêu cái mà quả kêu. Lý Quả Kêu. Lý Quả Kêu mới đúng mà. Hình chấp đều có đáy là một tam giác đều
và hình chiếu của đỉnh trùng với chấm 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 tâm. Của đúng. Who is the chief of a school? Bảo quan. Principal. Số electron tối đa của lớp L bằng bao nhiêu? 4. Sai, 8. Thời gian được tính từ khi xuất hiện một tế bào đến khi phân chia gọi là gian. Thời gian thế hệ mới đúng ạ. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo nào? Báo Thanh niên. Đúng. Điểm cực đông của nước ta nằm ở tỉnh nào? Khánh Hòa. Đúng. Bỏ qua. Vâng ạ, và bạn thí sinh Thanh Trúc của chúng ta rất là nhanh chóng đã hoàn thành tất cả những câu hỏi của phần thi của mình. Và điểm số của Thanh Trúc đạt được đó chính là 30 điểm. Chúc mừng cho Thanh Trúc nhé. Và bây giờ thí sinh tiếp theo đó chính là bạn thí sinh Hoàng Vũ. Xin chào Hoàng Vũ. Dạ, chào anh, dạ. Chào ban giám khảo và tất cả các bạn cùng chơi và các bạn có mặt trong trường quay. Em tên là Phạm Hoàng Vũ, đến từ lớp 12A8 của trường Trung học Phổ thông Lưu Tuấn Phát. Hoàng Vũ nè, khi đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn đã có những sự chuẩn bị như thế nào dành cho mình? Thưa anh, là em cũng tham khảo sách báo và các phần thi trước của các bạn chơi trước. Vâng ạ, và đến với mỗi chương trình thì các bạn thí sinh của chúng ta đều đặt mục tiêu cho mình. Như vậy thì mục tiêu của Hoàng Vũ khi đến với chương trình ngày hôm nay là gì ạ? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Vâng ạ, và cố gắng hết sức bằng Hoàng Vũ nhé. Còn ngay bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời Hoàng Vũ sẽ bắt đầu chọn bộ đề dành cho mình ạ. Hoàng Vũ chọn cho mình bộ đề số 3. 60 giây bắt đầu. Đảo nào nằm xa nhất về phía bắc của Nhật Bản? Hokkaido. Đúng. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét gọi là gì? Điện tích. Điện tích điểm mới đúng ạ. Cầu thủ Messi đã giành bao nhiêu quả bóng vàng thế giới cho tạp chí France Football tổ chức? Bỏ qua. 6. Cây đàn violon có mấy giây? Bỏ qua. 4 giây. Một đường thẳng D vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng Q thì D vuông góc với Q đúng hay sai? Đúng. Sai. Đáp án là sai ạ. Who is the chief of the government? Bỏ qua. Minister. Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim yếu nhất mà bạn nhìn mà hàng carbon, silic, oxy hay nitơ? Oxy. Sai, silic. Các loại côn trùng hô hấp bằng cơ quan nào? Bỏ qua. Hệ thống ống khí ạ. Thì tộc theo dòng họ người cha, nam có quyền hơn nữ gọi là chế độ gì? Thì tộc mẫu hệ. Phụ hệ mới chính xác ạ. Và thí sinh Hoàng Vũ của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên rồi. Và điểm số của Hoàng Vũ đó chính là 10 điểm. Chúc mừng cho Hoàng Vũ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thí sinh tiếp theo, bạn Nhật Hoài. Xin chào Nhật Hoài ạ. Dạ, lời đầu tiên cho em phép em xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là các bạn đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em xin chào anh MC và ba bạn cùng chơi ạ. Và khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì bạn đã mang tâm thế như thế nào đến với cuộc thi? Dạ là em cố gắng giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh và tự tin nhất. Bình tĩnh và tự tin nhất, và Phương Tiến nghĩ đó chính là chìa khóa thành công của tất cả các bạn trong chương trình hôm nay. Và ngay bây giờ xin được mời bạn chọn bộ đề dành cho mình ạ. Nhật Hoài chọn cho mình bộ đề số 8. Thời gian bắt đầu. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, ai Tôn Thất Thuyết? Đúng. Đảo nào lớn nhất khu vực Đông Nam Á? Bỏ qua. Sự đẩy hay hút nhau giữa các điện tích gọi là gì? Gọi là sự gì? Bỏ qua. Tương tác điện. Lê Quang Liêm là dòng đồng dây số 1 Việt Nam. Dạ. Điện kinh. Sai, cầu vua. Bản sonat nổi tiếng của nhạc sĩ Beethoven là gì? Ánh trăng. Đúng. Hàm số Fx bằng tan trừ cho cos x. Đồng biến. Đồng biến. Đúng. What is the national language in Australia? English. Đúng. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Nhôm, kẽm, đồng hay là thiết? Nhôm. Đúng. Tỷ lệ phần trăm số cá thể tần số Allen. Tần số hoán vì gen mới đúng ạ. Điểm cực nam nước ta nằm ở tỉnh nào? Cà Mau. Đúng. Trong tin học, dòng chữ bắt đầu bằng mời bạn nhìn màn hình. Website.
Đúng. Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc em đó. Vâng ạ, và đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Nhật Hoài đã ghi cho mình 70 điểm. Điểm chúc mừng cho Nhật Hoài nhé. Và thí sinh cuối cùng sẽ dự thi vòng thi đầu tiên này, đó chính là bạn thí sinh Trường Phú. Xin được chào bạn ạ. Dạ em xin chào anh, cùng với quý vị đại biểu, với các bạn và ba bạn cùng chơi ở đây. Em là Hà Trường Phú, đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trường Phú nè, là một thí sinh cũng khá là tự tin. Sau khi nhìn thấy ba người bạn cùng chơi của mình đã hoàn thành xong phần thi rồi, thì mình có những cảm xúc như thế nào? Dạ, ba bạn thi rất là giỏi và em sẽ cố gắng hết sức trong vòng này. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì mục tiêu của mình là gì ạ? Dạ, mục tiêu của em là giao lưu với các bạn là chính. Và Phương Tiến cũng hy vọng mình phải đặt mục tiêu cao hơn một tí xíu nữa là trở thành người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó bạn nhé. Tất cả sẽ phụ thuộc vào tất cả những phần thi của bạn. Ngay sau đây là phần thi đầu tiên dành cho bạn. Mời bạn chọn ô đề ạ. Trương Phú chọn cho mình bộ đề số 1 và thời gian dành cho bạn bắt đầu. Phần lớn Đông Nam Á, lục địa có khí hậu gì? Ôn đới. Nhiệt đới gió mùa. Khi ánh sáng truyền vào môi trường chiếc quang kém hơn thì theo khúc xạ lệch xa chấm 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 hơn thì tới. Gần pháp tuyến. Chỉ là pháp tuyến là đủ rồi, sai. Gia tây sắc của liên trưởng đội tuyển bóng đá Quảng Gia Lai hiện là Anh. Người gì ạ? Anh. Sai, Thái Lan. Bài hát Ngôi trường mến yêu được viết theo nhịp 2-4-3-4 hay là 4-4? 2-4. 4-4 mới đúng ạ. Phát biểu x cộng 3 là một số lẻ là mệnh đề chấm 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 chấm. Dạ đúng. Chứa biến ạ. Sai. What color is the sunflower? Yellow. Đúng. Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ? Fe. Đúng. Nồng nọc sẽ không biến thành ớt nếu thiếu hormone nào? Bỏ qua. Tyrosine. Người đã soạn thảo luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? Nguyễn Ái Quốc. Sai, Trần Phú. Điểm cực Tây của nước ta nằm ở tỉnh nào? Điện Biên. Đúng. LAN là từ viết tắt tiếng Anh của mạng đạo bộ. L là từ viết tắt của từ nào? L là từ viết tắt của local ạ. Như vậy thì bạn thí sinh Trường Phú cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình rồi. Và điểm số của bạn Trường Phú đó chính là 30 điểm. Chúc mừng cho Trường Phú nhé. Như vậy thì tất cả 4 bạn thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại điểm số của 4 bạn thí sinh đạt được là như thế nào nhé. Thanh Trúc 30 điểm, 10 điểm là điểm số của bạn Hoàng Vũ, Nhật Hoài 70 điểm và Trường Phú 30 điểm. Một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho cả 4 bạn thí sinh ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi tiếp theo, vòng thi ra khơi. Và ở vòng thi thứ hai này, các bạn sẽ có 4 câu hỏi tương ứng với 4 đoạn video clip. Nhiệm vụ của các bạn là xem video clip và trả lời những yêu cầu của câu hỏi. Và hy vọng là các bạn sẽ đạt được những điểm số thật cao ở vòng thi thứ hai này các bạn nhé. Và ngay sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho 4 bạn thí sinh. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn thí sinh. Với câu hỏi này thì Phương Tiến nhận thấy hai thí sinh Thanh Trúc và Hoàng Vũ có cùng đáp án là A. Nhật Hoài, Trường Phú có cùng câu trả lời đó chính là C. Vâng ạ, và quy luật của hình như sau. 4 ô vuông ở mỗi góc đối diện thì nó sẽ giống hệt nhau nên phần còn thiếu đó chính là đáp án C. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Nhật Hoài và Trường Phú đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Và sau đây là câu hỏi thứ hai dành cho các bạn.
Thời gian đã hết và sau đây đáp án của các bạn thí sinh là như thế nào? Thanh Trúc có đáp án là CDPA. Hoàng Vũ có đáp án là CBAD. Nhật Hoài có đáp án là CADB. Và Trường Phú có đáp án là CBDA. Vâng ạ, bốn thí sinh, bốn đáp án khác nhau. Và đáp án đúng của câu hỏi này: một, chúng ta sẽ nói với C. Hai, chúng ta sẽ nói với D. Ba, nói với B. Bốn, với A. Như vậy, đáp án chính xác là CDBA. Chúc mừng cho bạn thí sinh Thanh Trúc đã ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Và bây giờ, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn thí sinh. Thanh Trúc có đáp án là 2. Hoàng Vũ có đáp án là nhận 2. Nhật Hoài có đáp án là nhận 2 mol electron. Và Trường Phú có đáp án là nhận 2 mol electron. Vâng ạ, với video clip mà chúng ta vừa xem, với thí nghiệm hóa học mà chúng ta vừa xem thì S thể hiện tính oxy hóa, do đó S đã oxy hóa Fe. Từ số oxy hóa 0 thành Fe có số oxy hóa là cộng 2. Và đồng thời S từ số oxy hóa là 0 bị khử thành S trừ 2. Vậy một mol chất bị khử lưu huỳnh đã nhận được 2 mol electron. Đáp án là nhận 2 mol electron mới chính xác ạ. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh đã ghi được điểm ở câu hỏi này, đó chính là Nhật Hoài và Trường Phú. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của vòng thi thứ hai này. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn video clip tiếng Anh. Photo description, listen, watch and choose A, B, C, D or E. A. This band might be playing hip hop music. B. This band might be playing jazz music. C. This band might be playing rock music. D. This band might be playing opera music. E. This band might be playing symphony music. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn thí sinh. Ba bạn thí sinh Thanh Trúc, Hoàng Vũ, Nhật Hoài có cùng đáp án là B. Trường Phú có đáp án là A. Vâng ạ, và ở video clip tiếng Anh vừa rồi thì các bạn đã nhìn thấy được một hình ảnh, và nhiệm vụ của chúng ta đó chính là nhìn hình ảnh và chúng ta nghe để có thể chọn ra một đáp án tương thích nhất. Với đáp án A chúng ta nghe được ban nhạc này có lẽ đang chơi nhạc hip hop. Đáp án B chúng ta nghe được ban nhạc này có lẽ đang chơi nhạc jazz. Đáp án C, ban nhạc này có lẽ đang chơi nhạc rock. Đáp án D, ban nhạc này có lẽ là đang chơi nhạc opera. Đáp án E, ban nhạc này có lẽ là đang chơi nhạc giao hưởng. Và khi chúng ta nhìn những hình ảnh của đoạn video clip vừa rồi thì chúng ta có thể dùng những khả năng loại trừ.
Với những hình ảnh rất là mộc mạc, với những nhạc cụ và quần áo của các nghệ sĩ đang trình diễn, thì chắc chắn là không phải là hip hop, không phải là rock, và chắc chắn không phải là opera hay là nhạc giao hưởng. Chắc chắn đó chính là đáp án B. Có lẽ là họ đang chơi nhạc xa. Xin được chúc mừng cho ba bạn thí sinh Thanh Trúc, Hoàng Vũ và Nhật Hoài đã ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Như vậy thì bốn bạn thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong hai phần thi rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại điểm số của bốn bạn thí sinh sau vòng thi thứ hai này là như thế nào nhé. Thanh Trúc 110 điểm, 30 điểm là điểm số của bạn Hoàng Vũ, Nhật Hoài 180 điểm và 90 điểm là điểm số của bạn Trường Phú. Hãy dành một tràng pháo tay để cùng cổ vũ tinh thần cho bốn bạn đi ạ. Và bây giờ là vòng thi thứ ba dành cho các bạn, vòng thi vượt sóng. Vòng thi vượt sóng với 4 câu hỏi từ hàng ngang. Nhiệm vụ của các bạn là trả lời đúng những câu hỏi từ hàng ngang đó để chúng ta có thể lật mở được những ký tự gợi ý. Và từ những ký tự gợi ý đó cũng như là chúng ta liên kết lại thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến đáp án cuối cùng của vòng thi này. Và đáp án cuối cùng của vòng thi này đó chính là một cụm từ gồm có 10 chữ cái tiếng Việt. Đây là thông tin đầu tiên dành cho các bạn. Và ngay sau đây Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Thanh Trúc sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang. Em xin chọn hàng ngang số 1. Câu hỏi từ hàng ngang số 1. Chúng ta sẽ có 8 ô trống ở câu hỏi này. Nội dung câu hỏi như sau. Địa hình trũng ở miền núi dạng tròn hoặc bầu dục, thường có núi bao bọc kính hoặc là gần kính xung quanh thì được gọi là gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Thanh Trúc và Trường Phú có đáp án là Thung Lũng và Hoàng Vũ có đáp án là Tây Nguyên. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là Lòng Chảo. Rất tiếc cho bốn bạn thí sinh chúng ta chưa ghi được điểm ở câu hỏi này nhé. Nhưng các bạn hãy ghi nhớ từ Lòng Chảo đi ạ. Và sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Hoàng Vũ sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang. Dạ, em chọn hàng ngang số 2. Câu hỏi từ hàng ngang số 2. Chúng ta sẽ có 6 ô trống với câu hỏi này. Vâng ạ, và nhiệm vụ của các bạn là trong lời bài hát có hai địa danh cho ta biết đây là bản tình ca của vùng núi nào. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn ạ. Bốn bạn thí sinh của chúng ta đều có chung một đáp án, đó chính là Tây Bắc. Bốn bạn thí sinh rất là xuất sắc ạ, Tây Bắc là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng cho các bạn nhé. Và với việc các bạn trả lời đúng được câu hỏi thời gian số 2 này, thì các bạn đã lật mở được những ký tự đầu tiên. Các bạn lật mở được một chữ M và hai chữ H. Và sau đây xin được mời sự lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang của bạn Nhật Hoài. Dạ, em xin chọn hàng ngang số 3. Câu hỏi từ hàng ngang số 3. Chúng ta sẽ có 4 ô trống với câu hỏi này. Nội dung câu hỏi như sau. Ký hiệu số La Mã ghi MCMLIV là số gì trong hệ thập phân? Thời gian bắt đầu. Thank you.
Thời gian đã hết và sau đây chúng ta hãy cùng nhìn xem đáp án của 4 bạn thí sinh là như thế nào. Thanh Trúc có đáp án là 1965, Hoàng Vũ chưa có câu trả lời, Nhật Hoài 1954 và Trường Phú có đáp án là 100. Và xin được chúc mừng cho bạn thí sinh nào có đáp án là 1954. Chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Như vậy thì các bạn thí sinh chúng ta tiếp tục lật mở được những ký tự tiếp theo ạ. Đó chính là chữ U và chữ G. Và chúng ta còn một câu hỏi từ hàng ngang cuối cùng, đó chính là câu hỏi từ hàng ngang số 4. Chúng ta sẽ có 8 ô trống với câu hỏi này và nội dung câu hỏi như sau. Năm 1841, vua Thiệu Trị đã đặt tên chữ Hán cho một tỉnh miền núi phía Bắc, có nghĩa phiên âm tiếng Việt là miền biên cương vững chãi. Tên tỉnh đó là gì? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Thanh Trúc Hà Giang, Hoàng Vũ Quảng Ninh, Nhật Hoài Điện Biên và Trần Phú cũng có đáp án là Hà Giang. Vâng ạ, và đáp án của câu hỏi này đó chính là Điện Biên. Chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Và các bạn đã lật mở thêm được những ký tự nữa, đó chính là chữ O và chữ A. Và thí sinh Nhật Hoài của chúng ta đã quyết định nhấn chuông để tìm đáp án cuối cùng của vòng thi này. Vâng ạ, à, đã trải qua 4 câu hỏi rồi và chúng ta đã có được những gợi ý cũng khá là nhiều. Thì bạn có thích chắc chắn không ạ? Thì em chắc chắn khoảng 60% thôi ạ. 60%. Và bây giờ Phương Tiến sẽ được mời bạn đọc đáp án của mình đi ạ. Dạ, đáp án của em là Mường Thanh. Mường Thanh. Mường, Mường gì ạ? Dạ, Mường Thanh. Mường Thanh. Chúc mừng cho bạn ạ, Mường Thanh là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Pháp đã đổ quân cùng một lượng lớn vũ khí thành lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, án ngữ miền Tây Bắc và kiểm soát liên thông với Thượng Lào. Long Chảo Mường Thanh bằng phẳng Phì Nhiêu trở thành cứ điểm quân sự mang trong mình nhiều loại vũ khí. Chiến cụ tối tân, quân Pháp đã kiêu ngạo, không thể ngờ đến là một trận thua ê chề đang chờ họ. Chỉ trong vòng 56 ngày đêm với tinh thần quyết chiến quyết thắng, sự ngạo mạn của quân viễn chinh Pháp đã tan biến cùng với tập đoàn cứ điểm hùng hậu trước sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm tướng The Cartes. Và 67 năm trôi qua, lòng chảo Mường Thanh đã xanh tươi trở lại, nhưng ký ức hùng tráng và chiến tích lịch sử vẫn luôn còn mãi nơi đây. Và một lần nữa thì Phương Tiến sẽ được chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài là người đã tìm được đáp án của vòng thi thứ 3 này. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại điểm số của 4 bạn thí sinh sau 3 vòng thi là như thế nào nhé. Bạn thí sinh Thanh Trúc 130 điểm, 50 điểm là điểm số của bạn Hoàng Vũ, Nhật Hoài 270 điểm và Trường Phú 110 điểm. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh ạ. Và ai sẽ là người giành lấy chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay? Chúng ta hãy cùng đồng hành và cùng tìm kết quả trong vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh Quang. Và ở vòng thi Vinh Quang này, các bạn thí sinh của chúng ta hãy lựa chọn những gói câu hỏi thật là phù hợp với sở trường của mình, cũng như là những điểm số ở những gói câu hỏi đó là như thế nào để phù hợp nhất để chúng ta thi ghi được điểm cao nhất, cũng như là bảo toàn số điểm của mình. Và các bạn đừng quên là chúng ta có ngôi sao hy vọng ở vòng thi này, các bạn nhé, sẽ được nhân đôi số điểm. Và ngay sau đây thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Thanh Trúc sẽ lựa chọn gói câu hỏi đầu tiên ạ. Em xin chọn 10 điểm kho C. 10 điểm kho C và ngôi sao hy vọng. Đây là một câu hỏi lịch sử và nội dung câu hỏi như sau. Tổ chức nào là liên minh quân sự lớn nhất của các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu nhằm chống Liên Xô? Thời gian bắt đầu.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc có đáp án là NATO, Hoàng Phủ có đáp án Đồng Minh, Nhật Hoài, Trường Phú chưa có câu trả lời. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là NATO. Chúc mừng cho bạn thí sinh Thanh Trúc đã ghi được điểm câu hỏi này nhé. Cũng như là chúc mừng cho bạn được nhận đôi số điểm. Và bây giờ Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Hoàng Phủ. Dạ, em chọn gói 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Và nội dung câu hỏi nghệ thuật như sau. Bộ phim nào của Việt Nam được chọn tham dự giải Oscar năm 2020? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc và Nhật Hoài có cùng câu trả lời đó chính là Hai Phượng. Hoài Vũ đáp án là C, Trường Phú chưa có câu trả lời. Vâng ạ, à, đối với những ai yêu điện ảnh thì chắc chắn sẽ biết bộ phim này. Và đó chính là bộ phim Hai Phượng. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Thanh Trúc và Nhật Hoài ạ. Vâng ạ, bộ phim Hai Phượng của đạo diễn Ngô Thanh Vân đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar lần thứ 92 tổ chức vào tháng 2 năm 2020 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, hạng mục là phim truyện quốc tế. Và đó là một thông tin thêm dành cho các bạn. Và bây giờ cũng là lượt lựa chọn của Nhật Hoài đó ạ. Dạ, em xin chọn gói 10 điểm kho A. 10 điểm kho A. Một câu hỏi hóa học. Nội dung câu hỏi như sau. Trong công nghiệp, iốt được điều chế từ nguyên liệu thiên nhiên nào? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Sau đây là đáp án của bốn bạn ạ. Thanh Trúc có đáp án là muối biển, Hoàng Phủ chưa có câu trả lời, Nhật Hoài sông biển và Trường Phú có đáp án là nước biển. Vâng ạ, và trong công nghiệp thì iốt được điều chế từ nguyên liệu thiên nhiên, đó chính là rong biển. Chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài đã ghi được điểm ở câu hỏi này. Và bây giờ Phương Tiến xin mời bạn thí sinh Trường Phú sẽ lựa chọn có câu hỏi ạ. Chọn gói 10 điểm kho C. 10 điểm và kho C. Đây là một câu hỏi ngữ văn. Nội dung câu hỏi ngữ văn như sau. Năm 1939, Huy Cận ra Hà Nội học ở trường nào? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc có đáp án là Trường Bưởi, Hoàng Phủ đáp án là Trường Hà, Nhật Hoài chưa có câu trả lời, Trường Phú đáp án là Quốc Tử Giám. Vâng, kính thưa quý vị, vào năm 1939 thì Huy Cần đã ra Hà Nội và học ở trường, đó chính là trường Cao đẳng Canh Nông. Vâng ạ, à, rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh ạ. À. Như vậy thì bốn bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong một lượt lựa chọn có câu hỏi rồi. Và bốn bạn thí sinh còn một lượt lựa chọn nữa. Và Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Thanh Trúc sẽ lựa chọn có câu hỏi ạ. Em xin chọn gói 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Fill in the blank of an English saying, no is good news. Thời gian bắt đầu. Thank you.
gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Thanh Trúc chưa có câu trả lời, Hoàng Vũ đáp án là X, Nhật Hoài Master và Trường Phú đáp án là Thiên. Vâng ạ, và ở câu hỏi tiếng Anh vừa rồi thì các bạn phải điền khuyết câu ngạn ngữ Anh. Không, không có cái gì, vậy là tin mừng. Thì không có gì ạ. Không có tin gì, vậy là tin mừng. Như vậy thì chúng ta phải điền, đó chính là chữ news. Vâng ạ, rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh, chúng ta chưa ghi được điểm câu hỏi này. Và Phương Tiến nghĩ là câu này thì nó cũng giống với một câu của Việt Nam chúng ta, đó chính là im lặng có nghĩa là đồng ý đó ạ. Thì ở đây là không có tin gì thì đó là tin vui. Và tiếp theo thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Hoàng Phủ sẽ lựa chọn câu hỏi ạ. Dạ, em chọn 20 điểm kho A. 20 điểm và kho A. Một câu hỏi vật lý. Và bạn Hoàng Phủ đã quyết định chọn ngôi sao Hy vọng. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi vật lý nhé. Với tốc độ dài và tốc độ gốc cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào ... quỹ đạo. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc có đáp án là tâm. Hoàng Phủ và Trường Phú có cùng đáp án là bán kính, nhưng đáp án của bạn Hoàng Vũ chưa hoàn chỉnh. Nhật Hoài có đáp án là chiều dài. Vâng, kính thưa quý vị, và đáp án của câu hỏi này: với tốc độ dài và tốc độ gốc cho trước, gia tốc hướng tâm phụ thuộc vào bán kính của quỹ đạo ạ. Xin được chúc mừng cho bạn thí sinh duy nhất đã có đáp án hoàn chỉnh, đó chính là bạn thí sinh Trường Phú ạ. Chúc mừng cho bạn nhé. Và Phương Tiến cũng rất tiếc cho bạn Hoàng Vũ, đáp án của bạn là đúng nhưng mình chưa ghi chính xác câu trả lời của mình. Bán kính, bạn ghi là bán kinh ạ. Và sau đây là lượt lựa chọn của bạn thí sinh Nhật Hoài. Dạ, em xin chọn gói câu hỏi 10 điểm kho A. 10 điểm kho A. Một câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh và công nghệ. Nội dung câu hỏi như sau. Quang hợp là quá trình oxy hóa khử, trong đó quá trình oxy hóa phụ thuộc pha nào? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc và Nhật Hoài cùng cho đó chính là pha tối, và Hoàng Vũ cũng như là Trường Phú thì cho đó là pha sáng. Như vậy thì pha tối hay là pha sáng sẽ chính xác nè. Và Phương Tiến xin được chúc mừng cho bạn thí sinh nào có đáp án là pha sáng. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Hoàng Vũ và Trường Phú đã ghi được điểm câu hỏi này nhé. Và chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng thuộc về lựa chọn của bạn thí sinh Trường Phú. Dạ thưa anh, là em chọn gói 20 điểm kho B. 20 điểm và kho B. Đây là một câu hỏi thuộc lĩnh vực thể dục. Và bạn Trường Phú của chúng ta đã quyết định chọn ngôi sao Hy vọng. Và nội dung câu hỏi thể dục như sau. Hãy cho biết họ và tên nữ vận động viên bơi lội số 1 Việt Nam, người đã giành 14 huy chương vàng giải bơi lội vô địch quốc gia năm 2020. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Thanh Trúc, Nhật Hoài, Trường Phú có cùng đáp án là Nguyễn Thị Ánh Viên. Và đáp án của Hoàng Vũ thì chưa hoàn chỉnh. Và đáp án của câu hỏi cuối cùng này đó chính là Nguyễn Thị Ánh Viên. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Thanh Trúc, Nhật Hoài và Trường Phú đã ghi được điểm nhé.
Như vậy thì chúng ta cũng đã khép lại chương trình Đường đến Vinh Quang, cuộc thi của tuần thứ 3 tháng thứ 6 năm học 2020-2021. Với phần chiến thắng đã thuộc về bạn thí sinh Nhật Hoài đến từ trường Trung học Thông chuyên Long An với 315 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé! Vâng ạ, về nhì trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng cho bạn thí sinh Thanh Trúc đến từ trường Trung học Thông Nguyễn Du với 180 điểm. Chúc mừng cho bạn! Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho giải ba của chương trình, đó chính là bạn Trường Phú đến từ trường Trung học Phổ thông Thủ Thừa Long An với 175 điểm, rất là sát sao với bạn Thanh Trúc. Và chúc mừng cho Hoàng Vũ cũng đồng đội hạng ba trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời cả bốn bạn thí sinh chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước để nhận phần thưởng dành cho mình. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoài Linh, Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang sẽ trao thưởng cho cả bốn bạn thí sinh. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, và Phương Tiến sẽ được chúc mừng cho bạn thí sinh Nhật Hoài đã bước vào cuộc thi chung kết tháng, và chúng tôi cũng xin công bố chúc mừng cho bạn thí sinh Thanh Trúc cũng là thí sinh tiếp theo được bước vào cuộc thi chung kết tháng thứ 6. Chúc mừng cho cả hai bạn thí sinh Nhật Hoài và Thanh Trúc nhé. Hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh, và đặc biệt là chúc mừng cho hai bạn thí sinh Nhật Hoài giải nhất và bạn Thanh Trúc hạng nhì cao điểm nhất của các tuần sẽ bước vào cuộc thi chung kết tháng thứ 6. Vâng, chúng tôi sẽ được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Phương Toàn, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoài Linh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đường đến Vinh Quang, cuộc thi của tuần thứ 3 tháng thứ 6 năm 2020-2021 đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.